Ung thư gan xảy ra khi các tế bào bình thường trong gan biến đổi thành các tế bào bất thường và phát triển ngoài tầm kiểm soát. Gần 85% bệnh ung um thư gan xảy ra ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Theo Global Ken năm 2020, Việt Nam xếp trong nhóm những nước mắc ung um thư gan cao trên thế giới. Số trường hợp mắc ung um thư gan là 26.418, chiếm tỷ lệ 14,5%. Số trường hợp tử vong là 25.272, chiếm tỷ lệ 20,6% hầu hết những người ung thư gan đều mắc các bệnh gan lâu năm còn gọi là gan mạng tính mắc bệnh gan mạng tính làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư gan hình thức phổ biến nhất và nghiêm trọng nhất của bệnh gan mạng tính là sơ gan gây sẹo cho gan và ung thư gan có thể phát triển từ nền sơ gan hóa thường liên quan đến lối sống sử dụng rượu bia thường xuyên và yếu tố dịch tễ nhiễm viêm gan virus có hai loại chính là ung thư gan nguyên phát hình thành từ các tế bào trong gan và ung thư gan thứ phát phát triển khi các tế bào ung um thư từ cơ quan khác di căn đến gan như ung um thư phổi, ung um thư đại tràng, ung um thư vú. Ung um thư gan được chia làm 4 giai đoạn. Ở giai đoạn 1 có một khối u duy nhất trong gan, chưa xâm lấn đến bất kỳ mạch máu nào trong gan. Ung um thư gan giai đoạn 2, một khối u duy nhất trong gan đã xâm lấn đến các mạch máu hoặc nhiều khối u nằm trong gan nhưng có kích thước lớn hơn 5 cm. Ung um thư gan giai đoạn 3. Giai đoạn 3A có nhiều khối u trong gan và có ít nhất một khối u lớn hơn 5 cm chưa có di căn đến hạch hoặc các cơ quan khác ngoài gan. Giai đoạn 3B có một hoặc nhiều khối u gan xâm lấn vào một trong những mạch máu chính trong gan hoặc xâm lấn vào phúc mạc, chưa có di căn đến hạch hoặc các cơ quan khác ngoài gan. Ung thư gan giai đoạn 4, giai đoạn 4A, các khối u đã di căn vào các hạch bạch huyết gần gan nhưng chưa đến các cơ quan ở xa. Giai đoạn 4B, khối u đã di căn đến các cơ quan ở xa như phổi, xương hoặc não. Biểu hiện ung um thư gan giai đoạn đầu thường nghèo nàn, khiến việc phát hiện bệnh thường gặp khó khăn hoặc các chuẩn đoán nhầm lẫn với các bệnh lý liên quan khác như viêm gan sơ gan một số dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu như chán ăn buồn nôn nôn cơ thể mệt mỏi uể oải ớn lạnh da mồ hôi cảm giác nhanh no đầy hơi sau ăn sốt cao thường xuyên da mặt sạm đen đau vùng thượng vị các cơn đau ngắt quãng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời ung thư tiến triển nặng hơn kèm theo các triệu chứng rõ ràng với mức độ nghiêm trọng hơn như cơn đau hạ sườn phải tần suất và mức độ ngày càng tăng gan to có thể sờ thấy cổ trướng, ngừa ngáy da, vàng da, nước tiểu sẫm, phân nhạt màu, xuất huyết bất thường, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân. Cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm, Phó trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa, gan mật tụy bệnh viện Bạch Mai. Giai đoạn của ung thư gan thì hiện tại theo thế giới người ta chia làm ba cái giai đoạn chính là thứ nhất là giai đoạn sớm, thứ hai là giai đoạn trung gian, thứ ba là giai đoạn muộn giai đoạn sớm thì cái khối u chủ yếu là phát hiện cái khối u ở về cái kích thước nhỏ dưới 3 cm và cái số lượng khối u nhỏ hơn 3 3 dưới 3 khối u. Đấy còn giai đoạn trung gian thì cái khối u với cái kích thước lớn hơn với cả nhiều cái nhiều cái khối u hơn. Đấy còn giai đoạn muộn thì lúc đấy là khối u đã di căn đến các cơ quan khác hoặc gây ra những cái huyết khối của cái hệ thống mạch máu liên quan tới gan như tĩnh mạch gan rồi tĩnh mạch chủ nói chung thì uh, từ cái bệnh lý viêm gan hay là sơ gan mà phát triển thành ung thư gan thì trong cái giai đoạn đầu thì hầu hết là bệnh nhân không có triệu chứng hoặc là những cái triệu chứng rất là mơ hồ chỉ những triệu chứng là uh, mượn từ cái bệnh lý cái nền gan chứ một cái khối u nhỏ thì thông thường là sẽ không gây ra những cái triệu chứng ví dụ như đau uh, hoặc là ví dụ như là vàng da thì đôi khi là cái khối u nó gần vị trí đường mật thì nó mới gây có thể gây ra cái triệu chứng vàng da chứ rất ít khi mà u gan có những cái triệu chứng ở những giai đoạn đầu thông thường thì u gan phải từ cái giai đoạn trung gian hoặc là giai đoạn muộn thì mới có bắt đầu có những cái triệu chứng rõ ràng ví dụ giai đoạn khi mà khối u nó phát triển lớn rồi nó có thể chèn ép vào những cái cơ quan khác thì mới gây gây ra những cái triệu chứng đau rồi đối với bệnh nhân có những cái biểu hiện sút cân nhất là những cái trong trường hợp cái giai đoạn muộn thì lúc đấy bệnh nhân thường có những cái biểu hiện của Uh, chèn ép những cái chèn ép đường mật hoặc là suy gan, uh, với cả những cái triệu chứng như vàng da hoặc là uh, xuất huyết tiêu hóa hoặc là uh, bụng cổ trướng, như à. là lúc đấy có rất nhiều dịch trong cái ổ bụng. À, hiện nay số lượng người mắc ung thư gan đang gia tăng nhanh chóng. căn bệnh này xuất hiện ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính. Trong đó số ca tử vong do phát hiện quá muộn cũng gia tăng nhanh. Chính vì thế tầm soát ung thư là việc làm vô cùng quan trọng. Các biện pháp kiểm tra này sẽ giúp phát hiện tình trạng bệnh để điều trị kịp thời. Cái vấn đề về tầm soát ung thư nó cũng còn rất hạn chế vì hiểu biết của người dân, đôi khi còn hiểu biết của chính cả cả người bác sĩ nữa khi mà khám bệnh mà không bệnh nhân có bất kỳ một cái những cái bệnh lý mãn tính nào vì gan ví dụ như là sơ gan đặc biệt là sơ gan hoặc là những cái bệnh lý về viêm gan virus thì bao giờ cũng phải khuyên cáo cho người bệnh là phải tầm soát. Uh, ung thư gan và những cái này nó đều là được viết vào trong những cái khuyến cáo của quốc tế và đồng thuận chung rồi ví dụ như những cái trường hợp mà ung thư gan à, những trường hợp viêm gan kết hợp với sơ gan thì người ta xếp vào cái nguy cơ là rất cao của cái ung thư uh, của nguy cơ ung thư gan thì những đối tượng đấy thì người khuyến cáo là sàng lọc tức là đi khám bệnh mỗi 3 tháng một lần Đấy, thì mỗi 3 tháng một lần đấy bệnh nhân phải được siêu âm này, được làm xét nghiệm máu này Đấy rồi những cái đối tượng khác, ví dụ như bệnh nhân chỉ có viêm gan không Hoặc là chỉ sơ gan do nguyên nhân do rượu thì người ta xếp vào nguy cơ cao thôi Đấy thì những trường hợp đấy bệnh nhân phải khám định kỳ 6 tháng một lần để sàng lọc cái ung thư gan ở trên thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam thì cái sàng lọc ung thư gan tức là người ta sẽ phải sử dụng cái phương pháp nào tiện lợi nhất, rẻ tiền nhất và hiệu quả ở một mức độ vừa phải. nên mình cũng không phải là phải sử dụng tất cả các phương pháp hiện đại ví dụ như chụp cắt lớp hoặc là chụp cộng hưởng từ để tầm soát ung thư gan. những cái phương pháp nó sẽ mang lại kết quả cao. tuy nhiên là mình không thể sử dụng được như một cái phương pháp sàng lọc vì là có rất là tốn kém. thì thông thường người ta sẽ sử dụng cái phương pháp là siêu âm ổ bụng và xét nghiệm máu cụ thể là xét nghiệm cái chất chỉ điểm khối u của gan phổ biến là đấy là alpha p Đấy, khi nếu trong trường hợp những cái có những cái bất thường trong cái siêu âm hoặc là cái alpha b thì người ta bắt đầu mới sử dụng những phương pháp cao hơn ví dụ như là siêu âm người ta thấy nốt ở gan uh, nhỏ ở gan chẳng hạn hoặc là cái alpha b nó tăng cao lúc đấy người ta sẽ dùng sử dụng các phương pháp hiện đại khác uh, như là cộng hưởng từ chụp các lớp của à, thì tất cả những cái uh, trường hợp mà có những cái bệnh lý cái, gan mãn tính đặc biệt là sơ gan rồi viêm gan b viêm gan c thì nên sử dụng cái phương pháp là siêu âm và xét nghiệm máu cứ 3 tháng một lần nếu mà đối tượng nguy cơ rất cao có nghĩa là vừa sơ gan vừa có viêm gan thì cứ phải 3 tháng một lần mình đi khám vừa siêu âm và vừa làm alpha p thế còn những đối tượng mà hoặc là viêm gan hoặc là sơ gan do những nguyên nhân khác thông thường là chủ yếu là nguyên nhân do rượu thì mình nên đi khám khoảng 6 tháng một lần và cũng sử dụng các phương pháp đấy. khi nếu mà trong trường hợp siêu âm phát hiện ra một cái nốt ở gan chẳng hạn hoặc là cái chất chỉ điểm khối u nó tăng cao lên thì mình sẽ sử dụng các phương pháp khác mà chủ yếu là chụp cộng hưởng từ. nó là cái phương pháp thứ nhất là không phải sử dụng cái tia x có thể gây nguy hại đến sức khỏe và thứ hai là có thể tầm soát được những khối u rất nhỏ. về tầm soát ung thư gan thì tốt nhất là người bệnh đến một cái nơi cơ sở y tế gần ở nơi mình tại vì để dễ dễ đến khi mà đi xa quá đôi khi mà rất là ngại đến để có thể đúng đúng cái thời gian đấy thế nhưng mà có một cái vấn đề là cái tầm soát ung thư gan thì mình chủ yếu dùng siêu âm nên phụ thuộc rất nhiều vào cái máy móc và kinh nghiệm của người làm siêu âm đấy thì người bệnh thì có thể lựa chọn một cái cơ sở nào y tế vừa gần mình phải có chất lượng tương đối tốt để có thể có một cái chất lượng sàng lọc nó hiệu quả